Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu con ong vàng cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tô màu các bạn này. Bây giờ mình sẽ tô bụng của con ong các bạn nha. Hello, xin chào bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu khủng long cổ dài cho các bạn xem. Trước tiên mình sẽ tô chân của nó các bạn nha. Tô bốn cái chân của nó. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô hai con dê cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tô chân của con dê. Bây giờ mình sẽ tô cánh của con ong nha các bạn nè. Bây giờ mình sẽ tô đuôi của khủng long các bạn nha. Bằng màu vàng. Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu. Các bạn xin lỗi đây của bạn, bác sĩ Tú đi nha. Còn bên này mình sẽ tô màu con mũi đen này các bạn. Đây mình sẽ tô màu con ong. Mình sẽ thô thân của hai con dê vậy nè. Bây giờ mình sẽ tô phần đầu của khủng long bạn nè. Bây giờ mình sẽ tô phần mắt và phần đầu của con ong các bạn nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn ơi, như vậy là mình đã hoàn thành xong một video tôm mỏ con ong vàng nha. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô xong khủng long cỏ dài rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xong hai con dê, nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô mỏ một video vua sư tử. Bây giờ mình sẽ tô các bạn nè. Bây giờ mình sẽ tô phần chân của nó trước các bạn nè. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ tô con ngựa xinh xắn cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tô các bạn nè. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ tô một video đón cái heo cùng cái heo. Bây giờ mình sẽ tô các bạn nè. Mình đang tô cái đuôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tô chân của con ngựa các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tô phần đầu của con vua sư tử các bạn nè. Nghĩa có gì mình đồng hồ. Bây giờ mình sẽ tô đuôi con sư tử các bạn nè.
mình sẽ thua phần thân của con ngựa và phần đầu của bạn em. Bạn ơi, như vậy là mình đã hoàn thành xong được một video con tôm màu con ngựa xinh xắn. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, con cái heo mình đã tôm màu xong, các bạn thấy có đẹp không? Video mình đã kết thúc rồi nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn ơi, như vậy là phun sư tử mình đã tô màu xong, các bạn thấy có đẹp không? Các bạn thấy đẹp hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.